Gì vậy? Điên, điên, không, điên, nghe anh này. Vì anh chọn không nói gì nên Điên sẽ không ở lại đây nữa. Đủ rồi, bình tĩnh đi. Điên, nói chuyện với anh đã, nói chuyện đã. Tại sao anh vẫn không nói gì giờ lúc như vậy hả? VIP bơm tấn ngoại tình chiếu song song với Thái Lan, không thể bỏ lỡ. 20:45 thứ tư, thứ năm hàng tuần phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Cùng cô đang ngoại tình cùng người trong đội cô. Anh vẫn khẳng định mình nói thật à? Rin đã luôn cố tha thứ cho anh, nhưng Rin thật sự không thể quên được. Và vì Rin không thể quên nên đã ra một quyết định. Rin cần biết về cô gái này. Cô ta là ai? Rin hỏi cô ta là ai mà. Rin, bây giờ chuyện đã kết thúc rồi. Thật sự kết thúc rồi. Dù gì thì anh cũng không nói cho Rin phải không? Rin, Rin, khoan đã. Chờ đã Rin. Rin, nói chuyện với anh trước đã. Anh làm gì vậy? Rin, Rin, không. Rin, nghe anh này. Vì anh chọn không nói gì nên Rin sẽ không ở lại đây nữa. Đủ rồi, bình tĩnh đi. Rin, nói chuyện với anh đã. Nói chuyện đã. Tại sao anh vẫn không nói gì giờ lúc như vậy hả? Anh có biết Rin bị tổn thương nhiều thế nào không? Rin cứ nghĩ về gì anh ôm cô ta, hôn cô ta. Anh nói anh yêu cô ta chứ không phải em. Đã kết thúc rồi mà Rin. Tốt hơn hết là không biết. Sao mà tốt hơn được? Anh không nói gì, anh không quan tâm đến em. Anh chỉ muốn bảo vệ cô ta thôi. Tin nhắn đó có phải thật không? Không, không phải vậy đâu Rin. Anh có thể đừng nói dối Rin nữa được không? Rin vừa phát hiện ra rằng tin nhắn đó được gửi từ máy tính ở bàn của Rin. Thế nào? Anh vẫn tiếp tục trơ trẽn nói dối Rin sao? Anh không nói gì hết cũng không sao. Dù sao thì đó cũng là người trong đội của Rin. Để Rin nói cho anh nhé. Rin sẽ không dừng lại ở đây đâu. Rin phải tìm cho ra người đó là ai. Rin, Rin, em không cần phải đi. Đừng đi đâu hết. Anh sẽ đi.